là giải pháp để đôi chân được thở vào mùa nóng. Làm từ chất da cao cấp được tuyển chọn kỹ lưỡng, bền đẹp với thời gian, thỏa thích mang cả ngày dài mà không lo bí bách với các lỗ khắc laser tinh tế. Công nghệ sản xuất đế giày tiên tiến, tăng độ bám bất chấp mọi địa hình. Lót giày massage chính hãng Timan, bao êm ái suốt ngày dài. Mang kiểu dáng năng động, nam tính không kém phần thời thượng. Dùng để đi học, đi làm hay đi chơi cũng đều rất thuận tiện và thoải mái. Ưu đãi giới hạn, comment số điện thoại để đặt hàng ngay hôm nay. Bảo hành trong 1 năm, bao đổi trong 7 ngày, được xem hàng trước khi nhận. Miễn phí giao hàng tận nhà, để lại số điện thoại đặt hàng ngay.